chào anh em, hôm nay 17 tháng 3, số Phú Thắng bán một cái bình xăng con 4 ốc, hàng rã xe kho, Nam Triều Tiên về. Tình trạng là cực đẹp, hàng tiễn cọp. Giá cho cái bình xăng con 4 ốc này mình bán là 7.3 triệu. Ở đây mình chỉ bán cho người biết xài và biết tìm hiểu về cái giá trị cái bình xăng này ha. Còn đây là giá cả mình không nói, người nào mà không biết thì vui lòng tìm hiểu trước khi mình comment những cái bài này. Tại vì người ta chơi cái dòng nào người ta sẽ em hiểu về giá trị dòng bình xăng đó ha. Ở đây em bán cái bình 8-9 triệu em có bán rồi. Cái bình 7.3 là bình thường thôi nha anh em. Còn cái bình em đang cầm trên tay là bình 4 ốc, hàng rã xe kho, về cực đẹp. Giá 7.3 triệu. Đẹp không tì vết. Tất nhiên là những bình này em sẽ bao xài cho anh em, bao găng tay đầy đủ. Đó. Cái này là em đang quay ban đêm ha, chứ ban ngày nhìn đã lắm anh em ơi. Bình 4 ốc em bao ở trong là long lanh như mới. Con này là hình thức bên ngoài ha. Ở đây mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem rồi đang. Cái này là hình thức bên ngoài. Anh em mà chơi cái bình xăng á, nhìn cái mặt bích này là tự hiểu ha. Đó, nhìn cái mặt bích giữa nói giữa cái mặt coi xăng với lại cái bình xăng này, nhìn là biết cái giá trị bình xăng rồi. Ốc còn 7 màu rồi. Cái này là mới vệ sinh sơ thôi. Giá 7.3 triệu cho cái bình xăng con 4 ốc, hàng tiễn cọp. Còn đây em giờ em quay chi tiết của ga cho anh em xem ha. Đó, quả ga là vàng chóe luôn, long lanh không tì vết, không xước không liếm. Bình cỡ này nữa mà anh em mà lại coi bình em mà nói về bình mà không đẹp nữa thì không biết bình nào như thế nào mới gọi là đẹp. Lò xo 7 màu. Rồi, anh em nào có nhu cầu alo em 0933996332. Bình xăng con 4 ốc, hàng cọp, giá cao 7.3 triệu. Anh em nào chơi alo em